26 của chúng ta ngày hôm nay, và hôm nay đấy mình bắt đầu ngày mới khá là muộn, bắt đầu video khá là muộn vào 9 rưỡi tối, và tại vì ngày hôm nay mình bận và mệt mỏi ấy. Thực ra là mình không muốn tập buổi tập này tí nào, mình cũng định là hủy buổi này để sang buổi ngày mai, nhưng mà ấy, chúng ta không có cái lý do nào để chúng ta có thể đẩy lùi cả, tại vì là chúng ta từng ngày cố gắng từng ngày một, và mình thực sự là thấy kiểu rất nhiều người nghĩ rằng là cái chương trình này hay là kể cả tất cả những cái chương trình gì mà các bạn tập ấy thì nó sẽ không phù hợp với các bạn thế này thế kia, nhưng các bạn hãy nghĩ xem là cái chương trình này nó tạo ra nó chỉ là để các bạn vượt qua những cái thử thách của bản thân mà thôi, chứ không phải là chúng ta nghĩ là người mới tập hay thế này kia không hề tập được. Không sao hết, đừng bao giờ để những cái lý do đấy, đừng để những cái mà lý do như chỉ là các bạn không có được bổ sung này, các bạn không có điều kiện để có chế độ ăn này, đừng bao giờ để những cái lý do đấy. Có rất nhiều người, người ta có những lý do tệ hơn bạn, có những cái điều kiện tệ hơn bạn, nhưng người ta không bao giờ có lý do đấy cả. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng hoàn thành cái buổi ngày quốc ca 26 ngày hôm nay, và nhớ cho mình một câu thôi, chương trình này dành cho tất cả mọi người. Bài đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Machine Preacher Curse 4 nhịp 8-12 reps. Và ở Machine Preacher Curse này thì từ trước các bạn có nhớ là mình tập với bài Preacher Curl là tập với cái bài với thính tại Easy Bar Curl, thì ở đây nó cũng tương tự như thế thôi, nhưng mà thực ra là mình muốn thay đổi để làm sao cái cơ bắp của mình nó sẽ có những cái bài tập nó khác đi một chút một tí thôi. Và ở đây thì hãy cố gắng là dựa cả cái tay của bạn vào cái ghế tựa đấy á, và cố gắng là gồng cái phần tay của bạn lên để kéo nó. Và ở đây chúng ta sẽ kéo lên cái điểm nào mà các bạn cảm thấy căng nhất, cao nhất, kể cả các bạn gần chạm cái phần cẳng tay với cái phần bắp tay cũng ok, không sao hết, nhưng mà miễn là chúng ta cảm nhận được cái phần căng đấy và trả về từ từ. Sau 1-2 hiệp khởi động đầu tiên chúng ta cảm nhận được tạ thì chúng ta hãy vào hiệp chính và kéo. Khi kéo đấy các bạn thấy là mình trả về rất là chậm, quan trọng là chúng ta trả về chậm để cái cơ bắp nó làm việc, và lên trên hãy dừng lại. Mình bảo các bạn là dừng nửa giây 1 giây thôi, bạn cảm nhận rất nhiều vào cái cơ bắp của chúng ta. Và sau đấy thì chúng ta sẽ có 4 hiệp đấy, 8-12 reps, lặp lại như vậy, tập từng reps một đến chết. Mọi người có thể thấy là mọi hôm ấy, kể cả hôm như hôm nay mình tập tay mình có đeo cái đai này ấy, thì tại sao là mọi người lại sẽ có nhiều người nghĩ là tại sao lại tập cái này, đai này nó chỉ là hỗ trợ khi mà mình tập những bài chân rồi tập bài squat rồi hội chứng sống ấy. Nhưng mà ấy, có một cái mà mình học được từ sau bên đây, khi ngày trước mình cũng nghĩ là cái đai này nó chỉ có tác dụng là khi mà mình tập những cái bài liên quan đến cuộc sống thôi, nhưng không phải. Thực ra cái đai này nó cuốn lại mình, một đúng là nó có tác dụng hỗ trợ cuộc sống cho chúng ta, nhưng mà hai nó sẽ giúp chúng ta gọi là brave the core, là kiểu như là chúng ta dồn cái hơi ấy, và khi mà chúng ta gồng cái co ấy, thì khi mà kể cả mình tập tay nhá, nó giúp hơi thở mình tập trung rất nhiều để mình tập trung mình kéo lên, và mình cảm nhận những cái hiệp cuối như thế, các bạn có thể lấy mặt mình đỏ lên, kiểu mình có thể tập trung mình vận sức được rất là nhiều. Vậy nên đấy là một cái lý do mà mình đeo cái đai này, nó sẽ giúp cho mình kiểu vận dụng lực tốt hơn, vận dụng hơi tốt hơn ấy, nên là hãy thử đeo nhá. Còn nếu không, đấy là tìm lựa chọn mỗi người, bản thân mình thì mình cảm nhận được nhiều điều đấy, còn với mọi người thì mọi người tao nói trước có một khoa học nào chứ mình cả, nhưng với bản thân mình cảm thấy hiệu quả thì mình sẽ tập. Còn đấy là ý kiến của mình thôi, còn mọi người có thể áp dụng hoặc là không thể áp dụng, ok. Với bài thứ hai ở đây chúng ta sẽ tập với bài incline alternate dumbbell curls. Đợt trước thì chúng ta tập bài này rồi, bài incline này rồi, nhưng mà bài hôm nay mình muốn tập là từng tay một, vì làm sao, vì mình muốn giữ cái áp lực ở tay ở lại ở mỗi tay khi mà tay kia tập ấy. Và khi để làm điều đó ấy, thì khi mà mỗi khi ví dụ nhá, cái tay phải mình vừa hạ xuống đúng không, thì cái bàn tay phải của mình vẫn phải giữ thẳng, cái bàn tay nó sẽ chỉ, cái lòng bàn tay nó sẽ chĩa về phía trước để làm sao chúng ta giữ cái áp lực lại với cơ tay. Và văng nhá, khi mà kéo lên hãy chọn cái mức tạ nào mà bạn có thể tập thật là đúng ở đây. Các bạn này nhìn như mình ấy, nó chỉ đưa hơi đưa cái cùi chỏ đi một tí thôi, hoặc là không đưa tí nào, để làm sao chúng ta kéo lên, chúng ta gồng lên, chứ đừng có mà đưa cùi chỏ nó lên nhiều. Tại vì là chúng ta đang muốn tập tay thì hãy dùng sức từ cái lòng bàn tay của chúng ta kéo cái mức tạ đấy, kéo cái cục tạ đấy lên đến điểm cao nhất mà chúng ta có thể cảm thấy cơ chúng ta gồng căng nhất, và từ từ trả về. Và ở đây chúng ta sẽ có là 8-12 rep nhá, và ở đây tập từng tay một như thế. Và đến những cái hiệp cuối cùng, à những cái rep cuối cùng ấy, thì mình dùng cả hai tay để làm sao mình lên cao này, xong rồi mình xuống thật là chậm, mình trả về như vậy để triệt tiêu hết lực của cái tay trước của mình. Và tin mình đi, thực sự bài này với cái độ giãn như thế và cái độ căng như thế thì nó rất là vào. Đừng quên 10 giây giãn cơ sau mỗi hiệp nhé.
Bài thứ ba của chúng ta sẽ là bài Laying Cable Curves. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là mình set up nhá, một cái tấm thảm để mình nằm ra cho một nơi đỡ bẩn hay là mình nằm cho nó êm ấy. Các bạn có thể để ý là chân của mình lúc đầu mình sẽ đặt gần với cái mức trục tạ như thế, và mình sẽ kéo cái tạ ra bằng cách là mình nằm xuống và mình kéo cái mức tạ cùng với mình. Và các bạn có thể các bạn để ý là cái gùi chó mình nó sẽ chỉ là đi lên một tí tí thôi, chứ đừng di chuyển gùi chó nhiều. Tại vì sao? Vì muốn mình muốn dồn cái gùi chó nó căng lên một chút, kiểu như là cái bắp tay của mình căng lên nhiều hơn ấy. Và chúng ta sẽ từ từ về. Cái lợi của cái tập với cái cáp này ấy, là chúng ta có thể tập rất là chậm, từ từ trả về thì cơ tay của chúng ta cảm thấy rất là nhiều. Và lợi thế ở cái này thì chúng ta không cheat được vì chúng ta nằm như thế mà, nên là hoàn toàn rất căng cho cơ tay chúng ta. Cảm nhận cơ của chúng ta có thể tập được bao nhiêu tạ thì cố gắng tăng mức tạ lên, hãy cứ tự tin lên. Tại vì thực ra là hôm nay mình cảm thấy rất tốt ở cái bài tập ngày hôm nay, vì mình cảm thấy tay của mình vào khá là nhiều mà mình không bị vào phần tay trước, à cái cẳng tay nhiều ấy. Nên là cứ thoải mái tự tin chọn những mức tạ mà chúng ta có thể tập được 4 hiệp với 8 đến 12 reps. Và những cái cuối cùng anh cố gắng tập trung lên, và những cái bài này các bạn tập trung hết sức, các bạn kéo ấy thì nó sẽ rất là vào. Các bạn thấy đấy là người mình đỏ tấy lên ấy, kiểu như là mình tập trung hơi thở ấy. Và có thể thấy có một số bạn tập của mình đỡ mình những rep cuối ấy, khi mình lên nửa đường thì bạn ấy sẽ giúp cho mình là làm hết số rep và trả về thật chậm. Như vậy thì cơ nó sẽ chết hết trong 4 hiệp ở 4 hiệp 82 rep. Nó rất là căng đấy, thử đi nhá. Chưa các bạn, khi các bạn tập với cái bicep này thì nhiều khi chúng ta sẽ dùng cái phần cẳng tay này rất là nhiều. Tại vì là nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ là đưa tạ phần dưới lên trên, nhưng mà như thế nó sẽ vào cẳng tay rất nhiều. Còn nếu mà mọi người muốn tập thật sự hiệu quả như thế này, hãy cố gắng nhắm mắt lại, nghĩ về cơ, nhưng mà cảm nhận cơ chúng ta tốt hơn. Trong đầu ấy, đừng có bỏ những suy nghĩ khác vào, hãy nghĩ đến cơ rồi. Vì như vậy mình tập rất là pump. Như hôm nay các bạn thấy mình cực kỳ tập trung vào cái phần cơ bicep của mình ấy, nên nó rất là pump. Hãy cố gắng thực sự suy nghĩ và bỏ hết sức cho nó, sẽ bạn sẽ đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Bài cuối cùng của chúng ta FSC 7 cho tay trước là Double Bicep Cable Curl, 7 hiệp, 10 đến 12 reps mỗi hiệp. Và nhớ nhá, thời gian nghỉ chỉ có 30 giây mà thôi. Và ở đây thì mình sẽ nói cho các bạn về kỹ thuật này. Đầu tiên là setup, các bạn hãy cố gắng setup là cái mức mà khoảng mà các bạn chuẩn bị để kéo ấy, cái điểm cố định ấy, nó sẽ là điểm ở tầm ngang ngực của các bạn, để khi các bạn kéo lên thì cái bicep nó sẽ làm việc rất là nhiều. Và khi các bạn có thể thấy là mình trả về, mình sẽ duỗi thẳng ra nhá, duỗi thẳng ra để cho nó một cái độ full extension, xong rồi chúng ta sẽ kéo về bằng dùng cái bicep chúng ta kéo về. Và ở đây hãy nhớ cho mình là đừng bao giờ di chuyển cùi chó nó luôn luôn nằm ở phía ngoài nhá, để làm sao chúng ta có thể gọi là dùng cái tay của chúng ta, cái bàn tay, lòng bàn tay nó kéo về hướng mang tay nhá, chứ không phải là chúng ta lại nhiều khi chúng ta chọn mức tạ nó quá nặng ấy, xong rồi chúng ta lại cố gắng để kiểu như là chỉ để cố gắng làm sao đưa hai cái cáp nó ra vào gần nhau, mà chúng ta là dùng cả cái cùi chỏ, chúng ta đưa cái cùi chỏ sát vào nhau không đúng, mà chúng ta phải giữ cái cùi chỏ ở ngoài. Các bạn có thể thấy là mình nhiều khi là mình sẽ hơi đưa cái lòng bàn tay nó ra về phía sau gáy ấy, tại vì là nó giống như là cái nguyên tắc khi mà chúng ta tập tay trước, là khi mà chúng ta kéo lên đỉnh điểm thì chúng ta hơi quay cái ngón út lên cao hơn cả cái lòng bàn tay ấy, thì như vậy chúng ta sẽ kích hoạt được nhiều hơn cơ tay trước. Nên vậy nên hãy thử nhá, thử như vậy và cố gắng là tập 7 hiệp này. Chúng ta chỉ có 30 giây nghỉ thôi, và trong 30 giây đấy hãy cố gắng dành lấy 10 giây để chúng ta giãn cơ, gồng cơ, để chúng ta có thể phục hồi kịp cho cái bài tập này. Vì thực ra là mình tập mỗi hiệp của mình nó đều tập đến chết, không kể cái mức tạ là bao nhiêu cả. Chúng ta có thể tập tạ nặng ban đầu đấy, tập tạ nặng nhất ban đầu đến 10 đến 12 rep chết, xong rồi chúng ta sẽ mất sức dần dần thì chúng ta sẽ giảm tạ dần dần, và chúng ta sẽ tập những cái mức tạ nào mà chúng ta đạt được đấy, từ 8 đến 12 reps. Thì các bạn có đạt ít số reps hơn cũng được, tầm 8 đến 10 reps, nhưng mà mỗi reps thực hiện thật là chuẩn này, thật là đúng cho mình, như vậy thì mới đảm bảo được cái tác dụng của bài tập ấy. Và FSC 7 là nhóm như vậy mà. Và đây là hiệp cuối cùng, à đâu, hình như có bắp chuối nữa, nhưng mà căn bản là hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta sẽ tập với FSC 7 rồi, nên là hãy cố gắng tập nó thật là chuẩn chỉnh, gồng cơ thật là tốt, để làm sao chúng ta tận dụng được nhiều nhất cái tác dụng của nó trong cái tuần này nhá. À quên, còn ở chỗ hiệp cuối thì mình áp dụng cái run the rack ấy, ở cái mà hôm trước mà mình tập vai với bài lateral raise ấy, thì là ở hiệp cuối của bài này mình muốn thực sự chết cơ tay ấy, nên là mình sẽ tập ngoài cái 10 đến 12 reps kia ra, xong mình sẽ run the rack, là mình sẽ dần dần mình hạ tạ dần dần sau mỗi cái hiệp drop ấy, thì như vậy làm sao để đảm bảo cho cái cơ tay chúng ta thật là chết sau cái buổi này, tại vì mình không muốn rời phòng tập, tại vì hôm nay mình cảm thấy là mình rất sung sức, nên là mình muốn triệt tiêu hết tất cả toàn bộ cơ lực của tay của mình, làm cho chúng ta có một cái cơ bicep thật là tốt, nhìn rất là pump luôn, nhìn như một monster đấy.
Và sau đó thì hôm nay phòng tập nó đóng cửa nên là mình phải về nhà. Và tập một bài tập đó là Donkey Cup Race. Đấy, hôm nay may có dịp này nên là mình sẽ giới thiệu mọi người bài Donkey Cup Race. Là mình sẽ ngồi lên cái phần thân ngoài, cái đoạn mông của mình các bạn có thể thấy đấy. Ngồi nguồn phải phần ngoài đấy và mình sẽ tập giống như là bài Standing Cup Race ấy. Cố gắng tập, bài này thì nó khá là nhẹ so với là mình không có tạ trên người mình. Thì mình sẽ tập 20 reps nhá, 4 hiệp đến 20 reps của bài Donkey Cup Race đấy. Và nếu mà các bạn muốn tăng độ khó thì ngoài ra thì có thể để cái lòng bàn chân ấy ở giữa cái cầu thang đấy. Chứ không phải như lúc đầu các bạn thấy là mình để nguyên cái bàn chân dưới đất ấy. Thì đây nó sẽ tạo nhiều cái độ gọi là extension hơn cho cái bắp chuối của chúng ta. Sau rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua FST 7 là 7 hiệp cho cái bài bắp chuối này, cũng là Standing Up Race thôi. Nhưng mà vì mình không có mức tạ nên là mình sẽ dùng body weight và mình tập từng chân một nhá. Tập từng chân một, các bạn có thể thấy là ở đây mình đang tập với mình tập từng chân một, không có nghỉ. Không có nghỉ tại vì là thực ra là khi mà chúng ta nghỉ một trận tập một chân ấy, thì chân kia nó đã nghỉ rồi. Nên là mình sẽ tận dụng thời gian luôn, là không muốn nghỉ một tí nào mà mình sẽ cố gắng tập luôn. Và còn về cái vấn đề giãn cơ ấy thì các bạn có thể thấy là trong khi mà mình tập cái phần bắp, ví dụ bắp phải đi, thì cái bắp trái của mình sẽ cố gắng mình duỗi, mình đưa thẳng cái chân ra và mình cố gắng làm sao dùng cái lòng bàn chân ấy, mình đưa cái phần mũi chân nó về phần phía đầu ống đồng ấy. Thì kiểu như là như vậy thì nó sẽ làm căng được cái phần bắp chuối và ra. Vậy nên là chúng ta có thể áp dụng cách đấy để chúng ta tập là cái FST 7 trong 7 hiệp và chúng ta không nghỉ. Các bạn có thể thấy đây mình tua nhanh, các bạn thấy là mỗi hiệp, đây 7 hiệp nhá, sẽ là 15 reps mỗi hiệp. Và mình thực sự là cảm thấy là đây là cái một trong những cái hiệp mà mình tập, những cái bài tập ấy mà mình tập bắp chuối tốt nhất từ trước đến giờ. Kể cả đây là không tạ nhá, nhưng mà thực ra là tại vì thời gian khi nghỉ là gần như là không có. Và mình luôn luôn cảm nhận cái phần bắp chuối đấy là mình nó rất là nóng ran ấy. Và sau cuối cùng ấy, hình như cuối cùng thì mình mới giãn cơ ra. Như vậy thì mình mới kết thúc cái buổi bắp chuối. Và thực ra là mình kết thúc bài này từ hôm qua vào đến hôm nay, đúng rồi, kiểu hôm nay nó vẫn chạy vẫn tê, nên là mọi người cố gắng nhá, hãy áp dụng thử xem cứ thử cách này của mình xem nhá, xem có được nhá, có gì comment ở dưới cho mình biết là cái bài tập này thế nào nhá. Và đừng quên giãn cơ sau khi tập. Mình vừa về rồi và bây giờ thì mình phải ngồi nghỉ một chút, và trong lúc đấy thì mình phải làm nốt video. Mọi người thấy là 11:56 ở đây rồi, và tại vì thực ra là mình muốn làm video sớm cho mọi người chứ không muốn để nó chậm ấy. Đây là mình đang cố gắng ra sớm cho mọi người mà có một cái mà mình tí nữa còn cardio thì tí nữa mình sẽ chạy cầu thang ấy. Ở đây thì tại vì mình không có một bất kỳ một điều kiện nào nên là buộc mình phải làm như vậy đấy mọi người ạ. Đừng có một lý do nào để mà khiến mọi người trì hoãn cả. Cái mà mình muốn nói chia sẻ hôm nay với mọi người đó là thực ra là tối qua vì mình đã nhận được một cái email của một bạn. Và mình thực sự rất là vui mừng khi nhận được cái email đấy. Mình muốn khoe với mọi người từ hôm qua rồi, nhưng mà thực ra là hôm qua mình có một cuộc nói chuyện với Quỳnh Anh như vậy, nên thành ra mình chưa có cái chủ đề. Tự nhiên là kiểu như là mình có những cái chủ đề khác để mà nói ấy, nhưng mà hôm nay thì nó sẽ thích hợp hơn. Hôm nay mình đúng là kiểu không có một cái excuse gì để mình dừng cái buổi tập nó lại. Kể cả mình có thời gian kiểu như là 9:30 mình mới tập được, và 11:00 phòng tập đóng cửa, mình chưa tập xong cái buổi tập của mình, nên là mình sẽ về nhà mình tập nốt cái buổi tập. Bây giờ tí nữa mình cũng tập cardio sẽ là 3 phút nhé. 3 phút mình đi bộ chậm, còn 1 phút đi bộ nhanh, chạy nhanh. Và lặp lại như thế trong vòng 50 phút, mình phải hoàn thành luôn 50 phút. Nhưng mà bây giờ mình phải hoàn thành video đã. Quay trở lại cái email nhé. Cái email kia là, đó là một bạn nữ, đấy bạn Linh. Và bạn ấy cũng theo dõi mình khá là lâu rồi, từ hồi mình mới ra 4 tuần sơ cơ. Nhưng mà đến tận bây giờ thì bạn ấy mới thực hiện được trọn vẹn 4 tuần sơ cơ. Đúng nghĩa là nó rất là intense. Và mình rất mừng khi bạn ấy đã đạt được một kết quả không ngờ như vậy. Mình sẽ để ảnh ở đây cho mọi người xem. Có thể, đấy chắc là ba ảnh ở đây, để làm sao cho mọi người đọc. Và mình cũng là link cho mọi người ở dưới description luôn, là những cái bài viết của bạn ấy. Cái mà mình muốn nói ở đây ấy là cái, hãy cứ nghĩ là như cái đầu buổi tập ấy. Tại vì đợt này ấy mình đọc rất nhiều comment, mọi người là cứ nghĩ là ok chương trình này không hợp với mọi người rồi, cường độ nặng thế này đấy kia. Đúng là cường độ nó rất nặng, mình không bảo là cường độ nó không nặng, cường độ nó không cao. Đúng là không phù hợp với người tập, không phù hợp với người mới tập. Đúng, nếu các bạn nghĩ như thế, các bạn sẽ đúng, vì các bạn sẽ không phù hợp như với nó. Còn nếu các bạn nghĩ là các bạn ok, tao sẽ thử, tao cố gắng tập, tao sẽ cố gắng hết mình, thì đương nhiên các bạn sẽ làm được. Tại vì thực ra là cái quan trọng nhất cái niềm tin của các bạn, chứ không phải cơ thể. Thực ra là tất cả cơ thể của chúng ta đều tập được cái những phương pháp đấy, chứ không phải không tập được cả. Mình thấy ấy, kể cả như ngày trước của mình cũng tập khá là ok, trừ những cái bạn nào mà thực sự là skinny nhá. Còn đây là với những quá trình giảm mỡ thì kể cả người nhiều mỡ hay là những người mà có mỡ như mình bây giờ ấy, chưa nói là nhiều cơ đi, nhưng mà khi mà những người nào mà có kiểu muốn giảm mỡ và tham gia những cái này ấy, thì nó hoàn toàn có thể vẫn tập được cả. Cái mục tiêu của chúng ta là tập đến chết, nên là hãy đừng bao giờ
khi mà các bạn đã theo một cái gì ấy, hãy đừng bao giờ nghĩ trong đầu là các bạn là đừng bao giờ nghĩ là mình có tập được hay không, có phù hợp với mình hay không. Nếu mà các bạn cứ nghĩ trong đầu rằng là ấy, nó không phù hợp với các bạn, nó sẽ không phù hợp, nó sẽ không work với các bạn, mà các bạn cứ làm ấy, thì nó không bao giờ đem lại một kết quả cho các bạn, vì các bạn không bao giờ làm hết 100% về nó. Các bạn sẽ luôn luôn tồn tại trong đầu các bạn một cái câu hỏi rất là lớn là có nên làm hay không, có nên bớt lại hay không, hay là mình cứ bớt lại nhỉ. Đấy, nó sẽ luôn luôn trong đầu các bạn như thế. Kể cả này, về cardio này, về chế độ ăn này, mọi người sẽ nghĩ rằng ấy, cái 4 tuần siết cơ là cardio rất nhiều, rất nhiều và sẽ mất cơ thế này thế kia. Nhưng mà đấy, kết quả đã chứng minh rồi. Đấy, hôm nay mình rất mừng đấy, đấy là một bạn nữ nhá. Mình chưa nói bạn nam đâu, đây là một bạn nữ nhá. Một bạn nữ mà tập được cái cường độ chương trình 4 tuần siết cơ thì mọi người, mình thấy chả có gì được mọi người không làm được cả. Nên là nếu mà mọi người đã xem cái này ấy, kể cả mình nói thật luôn là kể cả các bạn có nói mình thế nào nữa, nhưng mà mình nghĩ những ai mà nghĩ mọi người làm được, mọi người tập theo được cái chương trình đấy thì mọi người sẽ theo được và mọi người sẽ đạt được kết quả rất tốt như Linh. Chả lẽ mình nói thật là những người mới tập thôi, một người con gái. Quan trọng là cái niềm tin của mọi người. Mọi người có tin vào mọi người hay không? Đấy, mình quan trọng là cái niềm tin của mình. Mình có làm được một chương trình này hay không cho mọi người. Chứ nếu mà mình nghĩ là 12 tuần rất dài như thế, 12 tuần 60 video, lúc nào cũng nghĩ là thôi chắc là sẽ có nhiều lúc bận bịu lắm, chắc là không làm được, xong rồi nó ảnh hưởng cái này cái nọ. Không, chúng ta phải tin tưởng là những cái gì mà chúng ta đã quyết định, thì lúc đấy chúng ta trong đầu chúng ta sẽ luôn luôn tìm ra những cái giải pháp, luôn luôn tìm ra những cái sáng tạo trong đầu chúng ta, thì như vậy chúng ta mới phát triển được. Chứ nếu mà chúng ta luôn luôn tồn tại trong đầu những cái ý nghĩa, những cái hạn chế của chúng ta, tồn tại những cái niềm tin mà chúng ta không bao giờ làm được, thì không bao giờ chúng ta cố gắng làm được cả. Vậy nên mình xin mọi người đấy, mình xin mọi người hãy, nếu mà đã theo chương trình của mình hay là nếu mà theo chương trình của bất kỳ một ai, đừng bao giờ đặt dấu chấm hỏi. Hãy bỏ hết lòng tin vào nó. Các bạn đã tin vào cái gì, hãy bỏ hết lòng tin vào nó và thực hiện nó. Đừng để lòng tin nửa vời, vì lòng tin nửa vời nó sẽ không bao giờ cho các bạn một kết quả hoàn toàn tuyệt vời cả. Các bạn cho mình đã có một câu mà mình hay nói với học viên của mình: nếu các bạn cho mình 100%, mình sẽ cho các bạn tận 200%. Nếu các bạn cho mình 99%, các bạn không có phần trăm nào cả, không có phần trăm nào cả. Nên á, cái niềm tin nó rất quan trọng mọi người ạ. Đấy là một câu, cũng là cái câu quote của mình trên Facebook của mình ấy. Nếu mà bạn nghĩ bạn có thể hoặc là bạn không có thể thì bạn đều đúng cả. Quan trọng là chúng ta nghĩ thế nào thôi. Nên mình hy vọng ấy là mọi người qua những cái này thì mọi người sẽ có thêm niềm tin. Không phải ngẫu nhiên là, không phải bỗng dưng là mình cho Minh vào để Minh đi tập với mình, để quay mình, vì Minh là một người mới tập và mình cũng muốn chứng tỏ rằng với mọi người chương trình này mình cũng tập được, thì mọi người cũng tập được, chứ không phải bản thân mình. Bản thân mình ngày trước khi mọi người nhìn thấy mình tập 4 tuần siết cơ ấy, nó rất là nhỏ, người có thể nói là nó chưa được đến mức là to và cũng chưa được mọi người gọi là tin tưởng ấy. Nhưng mà cái đấy mình muốn chứng tỏ với mọi người là mình là người Việt Nam, mình tập ở Việt Nam, mình ăn uống ở Việt Nam, mình làm được thì mọi người cũng làm được. Mình là một beginner, đợt đấy đúng là beginner, thực ra có một tí kinh nghiệm không quan trọng, nhưng mình vẫn nhỏ. Còn bây giờ thì đấy, mọi người có thể nhìn thấy mình ok, mình có thể tập khó khơi nhiều hơn, nhưng mà cái quan trọng là các bạn có muốn hay không thôi. Chứ còn thực ra các bạn không muốn ấy thì các bạn có rất nhiều lý do nhá. Nhưng nên đừng lấy những cái lý do mà không hợp xong rồi nghi ngờ. Các bạn sẽ cứ thử bỏ hết sức đi, cá đấu hết sức đi, ăn hết sức đi, không dám á, mình cho tiền các bạn luôn, nhưng mà phải hết sức nhé. Hết sức đi thì các bạn sẽ có những cái kết quả mà bạn muốn. Đấy, thực sự hôm nay là mình cũng hơi mệt, nhưng mà sau cái buổi hôm nay thì mình cũng hơi tỉnh táo rồi, cũng hơi nói nhiều một chút với mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ phải ngồi làm nốt video, xong rồi ngày mai sẽ là ngày nghỉ của chúng ta. Chúng ta vẫn còn cuộc đua nữa, cuộc đua của chúng ta vẫn còn những nhà tài trợ MyProtein, Finish Station, rất nhiều cái. Đấy, mình đã rất cố gắng để cho mọi người có những cái động lực đấy để mọi người đi theo. Nên là đừng bỏ cuộc. Mình sẽ không bỏ cuộc với mọi người. Nên xin hãy đừng bỏ cuộc với mình. Cái đấy hơi nghe tiếng Việt. Đấy, thế thôi. Thôi, serious quá, bây giờ quay trở lại vui vui vẻ đi. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Hôm nay mình sẽ kết thúc hơi sớm. Và mấy hôm nay thì cũng chưa có tâm trạng nói xấu George lắm, nên là thông cảm mọi người, thông cảm nhá. Còn bây giờ thì mình phải làm việc đã, xong rồi cardio nốt. Mọi người đừng quên cardio nhé, đừng quên cardio, quan trọng lắm đấy.
mình sẽ thưởng thức bữa ăn, ngày mai mình sẽ đi chợ nấu nướng các kiểu để làm sao mình quay trở lại với guồng quay một ngày hai ngày thư giãn thế là đủ rồi, không còn nhiều thời gian để chúng ta có thể sao nhãng nữa. Vậy nên là mình mong với mọi người là hãy chiến đấu cùng mình tới cuối con đường, và mình tin các bạn. Đừng quên nhé, like, subscribe để nhận nhiều video mới hơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn vào tuần sau, với tuần thứ 5 của chúng ta. Phương pháp à? Quay lại tuần sau sẽ biết. Có rất nhiều sự thay đổi, từ phương pháp tập luyện này, cardio này, đến chế độ ăn nhá. Còn bây giờ thì xin phép các bạn, mình rút lui, bye. Không thâm thẳng đã thâm gió rồi nhá, đừng nhớ nhá, bye bye.